cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Misa. Hôm nay Misa vào bếp chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn món bánh mì chiên mini, một món mì để ăn vặt và cũng rất là ngon, không thua gì ở ngoài tiệm làm. Chúng ta tiện lợi những lúc mà chúng ta có thể là không rảnh rỗi, hoặc là chúng ta có thể thích cho vào bếp làm bánh, thì chúng ta có thể làm theo cái món bánh này để chúng ta thưởng thức cùng gia đình nha quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ, sau đây là Misa sẽ hướng dẫn làm cách làm bánh mì mini chiên này để cho quý cô chú anh chị và các bạn, ai thích thì vào bếp cùng làm với Misa nhé. Trước tiên chúng ta sẽ có 300g bột mì số 13, hoặc là chúng ta có thể dùng bột mì đa dụng. Và tiếp theo đến là chúng ta có 2g muối, chúng ta đổ vào đây. Chúng ta sẽ đổ riêng ra với muối ạ. Sau đó chúng ta bỏ men vào. Đây là men làm bánh mì. Loại men này là men khô, không cần kích hoạt. Cái này chúng ta có thể mua ở tất cả các tiệm có bán nguyên liệu làm bánh. Cô chú anh chị và các bạn, chúng ta ghé ngay chỗ cửa hàng chuyên bán đồ làm bánh, sẽ có đủ tất cả những cái dụng cụ như men, bột mì, đường, hoặc là tất cả những cái gia vị như mứt thì chỉ được có hết nha quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta rất dễ tìm mua nha. Dùng giấm tươi cũng được, giấm gạo hoặc là giấm táo thì cũng được nha quý cô chú anh chị và các bạn. Tại vì Misa không có giấm, Misa dùng chanh nha. Chanh là để áp dụng cho bánh nó được mềm và giòn vỏ bánh. Và tiếp theo Misa sẽ dùng thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Dạ rồi. Sau đó chúng ta trộn toàn bộ. Trước khi chúng ta trộn muối vào bột trước ạ, để cho nó pha loãng cái phần muối này ra chung với bột. Thì sau đó chúng ta trộn từ từ. Bởi lý do tại sao phải trộn muối trước là vì lý do là muối nó mặn, khi mà nếu mà chúng ta không trộn chung với bột thì khi chúng ta bỏ men vô thì là muối mặn nó sẽ làm chết men của chúng ta. Nước lạnh, nếu mà thời tiết của chúng ta lạnh quá thì chúng ta nên dùng nước hơi ấm ấm hoặc là nước bình thường cũng được. Nếu như trường hợp trời, ngoài nhiệt độ trời mà nó nóng thì chúng ta nên dùng nước có nước đá để cho bột nó khỏi bị sình nha quý cô chú anh chị và các bạn. Thì
Lisa cho vào đây từ từ. Chúng ta sẽ trộn từ từ để cân bằng cái lượng nước với bột. Bột mới thì cái độ ẩm nó còn cao, và bột cũ thì chúng ta có cái độ ẩm của bột đó, nó sẽ thấp lại thì bột nó sẽ bị khô đó. Thì chúng ta nên trộn từ từ, chúng ta canh cái lượng nước xem là nó có vừa hay không. Nếu như mà nó khô quá thì chúng ta cho thêm, hoặc là vừa rồi thì chúng ta không cần cho thêm nữa. Còn bột mà nó còn mới, cái độ ẩm nó còn cao á, có thể là chúng ta phải giảm bớt nước.
10 phút thì sao sẽ lấy ra, và chúng ta làm cho nó ra hết một chút để chúng ta làm được. Sẽ ngồi như thế này để cho nó ra hết. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn sẽ thăm bọt ra. Các bọt ra chúng ta phân theo năng tùy thích của chúng ta nha. Bánh lớn hay bánh nhỏ thì từ đây chúng ta phân ra theo cái mà chúng ta độ lượng nha. Vậy thì Misa sẽ cắt hết cái bánh nó vừa vừa, cũng không nhỏ quá, cũng không có lớn quá. Chúng ta sẽ gặp bột như thế này, sau đó chúng ta xem cho nó tròn lại, ta để qua một bên. Nếu cảm thấy
Nếu chúng ta thích vàng vàng đậm thì chúng ta chiên nó hơi vàng như thế này, và nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta chiên nó nhạt, nó lập lập nhạt.